Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất tần tật từ A đến Z những chi phí mà mình đã chi trả khi đi du học Nhật. Đầu tiên là tiền đóng cho việc học và thi tiếng Nhật. Mình thì sau khi quyết định đi du học Nhật thì mới bắt đầu học tiếng Nhật. Vì vậy nên để có được cái giấy xác nhận 150 giờ học tiếng Nhật thì mình đăng ký một cái khóa học cấp tốc. Cái khóa đó là gần 3 triệu thì học trong 180 giờ. Thì khi mà trong quá trình học thì mình phải mua sách giáo khoa. Lúc đó thì đang theo học Minano Nihongo quyển 1 thì mình mua 3 quyển sách là sách bản dịch ngữ pháp, sách bài tập tiếng Nhật với lại sách Hán tự. Thì lúc đó mình mua là nó đang giảm 10% nên mình mua tổng 3 cuốn là bao nhiêu đây tiền. Rồi sau đó thì có mua thêm một quyển bài tập kanji để tập viết chữ kanji. Thì cái quyển đó mình chỉ mua photo thôi nên giá rất là rẻ, sau gần 20.000 thôi. Sau đó thì gần học xong thì mình phải thi N5 nên cũng mua một số sách để ôn thi, thì cũng không có bao nhiêu tiền, chắc cũng gần 100.000. Rồi thi N5 thì mình chọn thi NAT test. Thi NAT test thì giá là 640.000, thi trong những tháng chẵn, ví dụ như tháng 2, tháng 4, tháng 6. Còn thi TOPJ thì thi vào những tháng lẻ, tháng 1, tháng 3, tháng 5 vậy đó. Thì thi TOPJ là khoảng 550.000, 550.000. Thi TOPJ và thi NAT test thì có một cái lợi là có kết quả rất là nhanh, trong vòng 1 tháng là biết được kết quả liền. Còn thi JLPT á thì một năm chỉ thi 2 lần là tháng 7 và tháng 12, nó cũng hơi ít. Với lại nếu mà mình muốn thi là mình phải đăng ký trước đó 4 tháng. Ví dụ như muốn thi tháng 7 là phải đăng ký vào tháng 3, muốn thi tháng 12 là phải đăng ký vào tháng 7. Mà phải trên 2 tháng trở lên thì mới biết được kết quả. Ví dụ như bạn thi vào đầu tháng 12 thì phải cuối tháng 1 năm sau bạn mới biết được kết quả, và thậm chí là kéo dài đến tận tháng 3 năm sau. Lại phí thi thì JLPT rẻ hơn nhiều. Học nộp hồ sơ thì chỉ có 30.000, còn thi thì chỉ có 280.000 thôi. Đó thì đó là tổng hợp những cái thứ tiền phải chuẩn bị cho quá trình lấy được bằng thi nhập năm. Nói chung là học thi tiếng Nhật. Phí tiếp theo là phí làm hồ sơ, thì nó bao gồm những cái như là làm passport 200.000, rồi chụp hình thẻ. Chụp hình thẻ thì mình chụp dư nhiều để vừa nộp làm hồ sơ, vừa để dành sau này sang Nhật. Bởi vì chụp hình ở Nhật thì khá là mắc tiền, nên mình đem theo hình 3x4, 4x6 để phòng trừ. Thì tổng số tiền mình lấy ra để chụp hình chắc khoảng 100.000 thôi. Sau đó nữa là tiền để photo công chứng các loại giấy tờ, thì mình cũng không có nhiều giấy tờ gì cho cam nên chỉ khoảng 50.000. Tiếp theo là tiền dịch thuật các loại hồ sơ, rồi hoàn thiện hồ sơ để gửi qua Nhật. Thì cái này là tiền mình chi trả cho công ty tư vấn du học giúp mình làm cái điều đó. Và cái phí cuối cùng là phí chứng minh tài chính tại ngân hàng. Thì mình đã nói trước ở một cái video nào đó là rất là nhiều người họ không có đủ số tiền nên có trong tài khoản tiết kiệm, thì có thể đến ngân hàng làm dịch vụ chứng minh tài chính. Thì chỉ đơn giản là ngân hàng cho mình vay cái số tiền đó và mình phải trả số tiền lãi thôi. Thì mình lúc đó là vay 50 triệu để vào trong sổ tiết kiệm, thì mình trả họ 5 triệu. Đó là những cái phí về hồ sơ. Và cuối cùng là những chi phí sau khi chúng ta lấy được giấy COE. Giấy COE là giấy mà đã đạt tư cách lưu trú tại Nhật, thì nó là viết tắt của cái này. Thì sau khi mà bên Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản đã duyệt chúng ta có giấy COE, thì chúng ta phải đóng học phí cho trường, thì trường mới gửi cái giấy COE đó về cho chúng ta để đổi sang visa. Thì đóng học phí như mình đã nói ở bài trước là không chỉ đơn giản là đóng số tiền học phí thôi, mà còn đóng phí giao dịch tại ngân hàng và phí để ở bên Nhật nhận tiền. Nên lúc đó mình đóng là khoảng 146 triệu. Rồi tiếp theo là
Khi mà mình đã đóng tiền có giấy QR rồi thì mình sẽ ra lãnh sự quán Nhật Bản ở Việt Nam để đổi thành visa. Thì phí đổi visa khi mà mình làm là 550 ngàn. Rồi sau đó thì mình sẽ mua một ít ngoại tệ để mang sang Nhật làm tiền chi trả cho sinh hoạt. Thì mình mua khoảng 50 triệu. Mình mua ra khoảng 24 năm Nhật. Rồi cuối cùng, không biết phải cuối cùng chưa, là tiền vé máy bay. Thì vé máy bay thì mình bên trung tâm tư vấn du học họ mua dùm, họ mua một lúc đó, sẽ mua cho khoảng 5-6 người gì đó, thì cái giá tiền nó sẽ rẻ đi. Thì lúc đó mình mua phí là 8 triệu. Cuối cùng đó thì mình bỏ vô tài khoản một ít tiền, mình mang theo một cái thẻ Visa debit, trong đó chỉ có khoảng tầm 10 triệu thôi. Thì đó là những cái chi phí mà sau khi mà có được giấy của em mình phải chi trả, và sau đó là đi Nhật thôi. Phải tổng hợp ba cái tiền phí mà mình đã nói ở trên, phí học, phí tiếng Nhật, rồi phí làm hồ sơ và phí sau khi nhận được QE, thì tổng cộng là mình đã chi trả tất cả là bao nhiêu đây để có thể đi du học Nhật. Mong là video của mình rõ ràng dễ hiểu và các bạn có thể ước lượng trước được số tiền mình cần chi trả khi đi du học Nhật. Xin cảm ơn.